Rồi, xin mến chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn trở lại kênh Dũng Ca Gia Đình ha. Chúc tất cả các bạn có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Các bạn có xem video cho Dũng một đăng ký, một like để ủng hộ Dũng, để Dũng có những động lực ra những video tiếp theo. Thì xuyên suốt cái video về cái cách trồng cái cây ớt xiêm trắng ha, ớt xiêm trắng đặc trưng kênh của Dũng ha. Thì ngày hôm nay mà Dũng sẽ chia sẻ các bạn về cái cách ra bầu ha, ra bầu. Thì ở đây thì đối với những cái cây ớt xiêm trắng mà nó có cái chiều cao khoảng từ 15 đến 20 cm là mình tiến hành là mình ra bầu mình trồng được. Thì khi mà chúng ta ra bầu thì chúng ta có thể trồng ở trong chậu hoặc là trồng ở ngoài đất cũng được ha. Đó. Thì khi mà để cho cây ớt nó đảm bảo nó sinh trưởng và phát triển tốt thì các bạn lưu ý là cái chiều cao nó phải đạt cái kích thước nó cho phép. Tránh tình trạng là chúng ta đem ra bầu sớm quá, những cái cây nó còn nhỏ thì nó rất là dễ bị yếu, nó rất là dễ nó khi mà ra bầu mới thì nó sẽ ở một cái môi trường mới ha, thì nó không đủ cái độ tuổi, độ sinh trưởng và phát triển tốt, sức đề kháng tốt thì cái cây nó rất là dễ bị bệnh ha, và mình sẽ không có thành công. Thì đối với những cái ớt như vậy thì nó đủ đủ chuẩn để mà các bạn có thể ra bầu được ha. Rồi về cái cách thức ra ra bầu như sao. Thì để mà ra bầu được thì các bạn sử dụng cái loại chậu mà nó càng to thì càng tốt ha. Đó, mình trồng trong chậu luôn. Thì Dũng thì chỉ có những cái chậu nó cũng tương đương cái kích thước như vậy thôi. Mình có chậu càng lớn thì mình tận dụng ha, bất cứ gì mình tận dụng cũng được. Thì cái thành phần ở đây á, là chủ yếu chủ lực là mình sử dụng đất thịt. Còn lại thì mình chỉ sử dụng rơm một và một ít cái phân hữu cơ viên nén ha. Cái phân này mình cho ớt ăn định kỳ thì các bạn thấy là cái ớt của mình nó nhanh lớn, siêu lớn luôn, lớn nhanh như hổi luôn đó. Thì mình cho một ít phân rơm mục và phân hữu cơ, phân viên nén. Thì các bạn ở nhà các bạn có phân gì thì các bạn chỉ sử dụng cái loại phân đó cho cái cây ớt của mình. Thì cái riêng cái phân này là hữu cơ khoáng, nó có cái hàm lượng NPK ha, cái tỷ lệ đạm là 3, N là lăng là 1 và kali là 1 ha. Nó rất là phù hợp cho những cái cây cái giai đoạn mà nó còn non. Thì các bạn sẽ trộn đảo đảo đều lên thôi đó, trên cái lớp mặt thôi đó. Khi mà cái cây nó bắt rễ ra thì nó sẽ sinh trưởng và phát triển tốt ngay lập tức ha. Tránh nhiều khi mình lu bu cái thời gian công việc thì nếu mà bạn không có bóng lót nó cũng được. Tuy nhiên là khi mà bạn trồng thì bạn phải nhớ ha, khi cây nó có dấu hiệu là nó bắt rễ rồi thì bạn sẽ dặm phân cho nó, còn không thì bạn cứ bón lót một lượng vừa phải để cho cái cây ớt nó ăn ha. Thì cái phân rơm một này nó vừa tạo ẩm, nó vừa tạo độ mùn, rồi nó giúp cái vi sinh vật trong đất nó phát triển tốt, trùng rồi những cái loại sinh vật có lợi trong đất đó. Vào cái thời điểm là mùa mưa thì bạn lưu ý là hạn chế những cái loại sử dụng những loại phân mà nó chưa qua xử lý ha, phân chưa có quay mục thì mình trồng rất là dễ, cây ớt nó rất là dễ bị nấm khuẩn ha. Đó, thì đây là một chậu và đây là một chậu ha. Thì chắc mình sẽ trồng cái chậu đó trước. Thì sau khi bạn trộn lên rồi, bạn có đất rồi, đất bạn đất cũ hoặc là đất bạn phơi bạn xử lý qua voi rồi, thì bạn trộn một ít phân ha vào đó. Thì hai cái chậu ớt này thì mình phải để cách xa ra tí xíu, mình sẽ kéo cái chậu này múc kia đó, tại vì cái cây ớt mà khi nó lớn lên tán nó rất là to đó các bạn đó. Mình dời trước để cái ớt nó kịp thời nó sinh trưởng phát triển, tránh tình trạng là nó bị che đập. Thì sau khi mình trộn xong thì mình tạo một cái lớp, một cái lỗ nó vừa phải, nó để cho cây ớt nó đó, tạo một cái lỗ vừa phải để chúng ta đưa cái bầu ớt vào. Cái bầu cái ớt này chắc sống hơn các bạn. Rồi thì mình sẽ đưa bầu cho bạn xem ha. Đó. Thì đó các bạn thấy cây ớt khá là lực, thì cây này là mình ra bầu là chắc sống đó. Bạn ra bầu những cây ớt con mà nó ngắn quá thì cái tỷ lệ sống của nó, cái tỷ lệ mà nó bị sót cây, bị thắt khó cây nó khá nhiều. Còn một cái bầu cây như vậy thì vi vu ha. Đó. Sản phẩm này mình tự mình làm ra, mình gieo lên rồi mình quay video cho bạn xem, nó xuyên suốt cả một quá trình đó bạn. Đó, như bầu vậy thì ok rồi. Đó, mình sẽ ươm thử cái bầu vào ha. Đó, rồi vậy là được ha. Thì mình sẽ các bạn sẽ đặt được cái chậu qua ha, làm nhẹ nhàng thôi các bạn, rồi tránh bể bầu ha. Các bạn thấy không, cái độ cao như vậy là rễ nó đã vừa ăn vừa kín cái chậu rồi. Rồi mình sẽ cho vào trong chậu nhẹ nhàng ha các bạn, rồi mình sẽ lấy cái tay mình sẽ đẩy lượng đất rồi mình lấp nhẹ lại. Các bạn thấy không? Đó, bữa nay thì trời nó cứ ui ui á, nó bão nó còn ảnh hưởng á. Các bạn thấy cái ớt.
đó, rất là to, rất là bự đó. Rồi. Đó. Mình rồi cái này mình sẽ khi một ít đất thịt ở trên đó để mình dung dung vào trong góc ha. Đó. Rồi như vậy là xong hết các bạn đó. Thì bạn nên là sử dụng cây cọc á, bạn cố định lại ha, tại vì cái mùa này mưa gió bão nó rất là dễ làm lỏng gốc cây đó. Thì các bạn thấy là như vậy thì nó sẽ chắc cú ha. Bạn mua những cái bầu ớt, cây ớt như vậy bạn bạn trồng lên đến giai đoạn này là bạn ra bầu là nó sẽ chắc cú 100%, không có hiện tượng sót cây đâu các bạn đó. Các bạn thấy là cái bầu rễ cây nó khá là khỏe rồi. Thì ở giai đoạn này thì có nhiều bạn hỏi Dũng là khi mà mình ra như vậy thì mình có nên cắt đọt luôn không. Thì theo Dũng là khi mà mình ra bầu như vậy nè thì các bạn để khoảng 7 đến 10 ngày thì bạn mới tiến hành là bạn bấm đọt, bạn đừng có bấm liền, cây nó sẽ mất sức ha. Đó, mặc dù là nó nguyên bầu nhưng mà bạn bấm sớm là nó sẽ bị mất sức, khoảng tầm từ 7 đến 10 ngày khi mà bạn ra bầu cho nó tiếp xúc với cái môi trường mới, với cái chậu mới, với cái lượng giá thể mới, đất trồng mới. Thì bạn 7 ngày sau thì bạn tiến hành là bạn bấm đọt. Thì khi mà bạn bấm đọt rồi á thì bạn sẽ dúng cho nó miếng phân nữa ha, để cho nó bắt phân và nó tạo tiền đề nó phát triển vượt trội lên luôn. Đó. Thì trong cái đoạn này thì mình cứ chăm bẩm định kỳ thôi, cứ 15 ngày, 20 ngày thì mình sẽ tiến hành vô phân một lần. Thì mình sẽ cập nhật đến cái giai đoạn mà nó ra bông cho bạn xem ha. Đó các bạn. Đó. Thì ở đây thì mình cũng còn vài cái ớt sim trắng ha. Cái này mình sẽ cho mẹ mình một cặp. Rồi Dương Út một cặp, cô mình đã cho một cặp rồi ha các bạn. Đó thì mình cứ trồng lên rồi mình chia sẻ cho ha, mình tạo mình bỏ ít công để mình làm, mình trồng cái kinh nghiệm mình rồi mình chia sẻ cho cô dì bà con vòng vòng trong xóm. Thì mình trồng đối với cái nhà mình thì mình trồng một cây là đủ rồi, tuy nhiên là mình phải phòng ngờ ha, mình trồng lần hai cây là đủ ăn rồi, chứ không có trồng nhiều các bạn ơi, mình không có thời gian để mà mình hái bán đâu các bạn. Cái này vào đợt mình cái đợt nắng hái bán thì nó sai trái bán nó cũng giá trị nó cũng rất là cao các bạn. Các bạn thấy những cái chậu ớt sim trắng, những cái sản phẩm mà mình làm ra từ những cái video mà đã qua rồi cho đến bây giờ các bạn thấy không? Đó, đây là những cái cây ớt ha. Đó. À, mình thấy nó, mình cứ cho nó ăn rồi mình chăm bẩm nó định kỳ thì mình thấy nó có một cái niềm vui các bạn, rất là vui. Đó. Rồi mình sẽ cập nhật những cái cây ớt mà mình trồng cho đến khi mà nó ra hoa, rồi có bông, có trái rồi mình sẽ chỉ các bạn về cái cách xử lý ha. Rồi xin chào bạn và hẹn các bạn ở trong những cái clip tiếp sau ha các bạn.